ngày mai hai chị em mình đi chụp hình làm hộ chiếu, sẵn tha quan vòng quanh Sài Gòn lần cuối luôn ha. Dạ. Bây giờ Tâm Anh nói đi, Tâm Anh thích đi đâu nhất ở Sài Gòn? Ba điều thôi nha. Buffet. Buffet hả? Ừ, được, cái đó dễ mà. Còn điều thứ hai hả? Băng đăng. À, là thuyền đường tuyết đúng không? Dạ đúng rồi. Chị cũng thích cái đó lắm, hai chị em mình đi thử ha. Dạ. Còn điều cuối cùng, Tâm Anh muốn gì đây? Thôi, cái điều kiện này em sẽ nhường lại cho chị gái thương yêu của em. Chị chị à? Để coi. À, hay là hai chị em mình lên tòa nhà cao nhất Sài Gòn này ngắm cảnh thành phố đi. Dạ, được đó chị. Nhưng mà không biết có đủ tiền không ta? Ừ, chị cũng đang lo nè. Bây giờ á, tiền của mình tổng cộng là 4.900.000. Mình sẽ làm visa hết 3.800.000. Vậy là mình còn bao nhiêu? 1.000.000. Đúng rồi, Tâm Anh giỏi quá. Nhưng mà 1.100.000 không biết có đủ không ta? Có đủ đó chị, còn dư là đằng khác. Để chị tính thử ha. Dạ. Để coi, chụp hình làm hộ chiếu khoảng 25.000, nhân 2 là 50.000. Rồi mình làm hộ chiếu hết 150.000, nhân 2 là 300.000. Còn buffet thì mình ăn cái nào rẻ rẻ thôi ha. Dạ. Tầm 100.000 là được rồi. Dạ. Vậy là 100 nhân 2 là 200.000. Còn vé tham quan thiên đường tuyết thì chắc 75.000. 75 nhân 2 là 150. Tham quan tòa nhà cao nhất thành phố thì chắc 100.000. 100 nhân 2 là 200. Tổng cộng là 900.000. Rồi, vậy là mình dư tới 200 lận á. Dư sức luôn. Yeah. Yeah. Chú ơi, chụp hình lấy liền mà giá rẻ nhất là bao nhiêu tiền vậy chú? Nếu mà rẻ nhất á là 50.000. Rồi cô bé, thẳng lưng lên nè. Mặt nhìn thẳng ha. Rồi đưa cằm thẳng cao nè. Rồi nhìn thẳng nha. 1, 2, 3. Nhìn thẳng nha con gái. Đúng rồi, chú chụp nha. 1, 2, 3. Hả? Tiền làm hộ chiếu thôi mà mắc vậy sao? Lệ phí cấp hộ chiếu của mỗi người là 200.000. Làm hộ chiếu thôi mà sao mắc dữ không biết nữa. Chị ơi, đà này chắc mình không được ăn buffet rồi. Tuy là mắc thiệt, nhưng mà chị nghĩ ăn buffet cũng không có tốn bao nhiêu đâu. Thôi mình đi ha. Khoan đã. Nhưng mà lỡ như tiền buffet cũng mắc thì sao? Chị nghĩ chắc là đủ mà. Cứ thử coi sao ha. Chị đã hứa với em là chị cho em ăn buffet mà. Hay là em vô ăn buffet mình đi, rồi chị ăn phở sau cũng được. Thôi làm gì chán lắm. Hay là hai chị em mình đi ăn phở luôn đi. Ê, chị có cách này nè, hai chị em mình ăn được luôn. Cách gì vậy chị? Nhưng mà từ bây giờ ai hỏi em bao nhiêu tuổi, em phải nói là mình 5 tuổi nha. Tại sao? Sao hả? Được chứ chị? Cũng ổn rồi đó, nhưng mà em cố gắng đi thẳng lên xíu nữa là ok. Cố lên chú, cố lên. Thank you.
Ok, giỏi lắm luôn á. Dạ xin chào quý khách ạ, mình đi mấy người vậy ạ? À, cho em một vé người lớn, một vé cho em nha. Dạ sao nhìn bé lớn quá vậy, bé mấy tuổi rồi ạ? Dạ mới có 5 tuổi hả chị? 5 tuổi mà nhìn mặt bé lớn. Tại vì bé ăn nhiều quá chị, cho nên hơi mau lớn thôi, không có gì đâu. Vậy con mấy tuổi rồi con? 4 tuổi. Dạ rồi, làm phiền chị ạ. Vé của mình là 250.000 nha chị. Dạ, cảm ơn chị. Đây là bữa ăn buffet cuối cùng của mình ở Sài Gòn đó. Em nhớ ăn nhiều nha. Khỏi dặn, em sẽ ăn cho bể bụng luôn. Chị cũng đau quá trời luôn mà. Không phải 75.000 mà tới 100.000 luôn đó chị. Hay là em vô chơi đi, chị ngồi đây chị đợi em nha. Thôi em không vô đâu, có chị em mới đi à. Sao vậy, mình lỡ tới đây rồi mà. Thôi sao? Em không thích đâu. Chị ơi, trẻ em dưới 48 tháng tuổi không cần phải mua vé vào cổng luôn kìa. À. Chị ơi, bán cho em một vé người lớn nha. Dạ, từ 48 tháng trở lên là được tính một vé. Nhưng mà bé này chưa có đủ 48 tháng đâu chị. Hả? Bé mới có 47 tháng. 47 tháng gì mà bự quá vậy, học tiểu học thì đúng hơn á. Dạ không, chị nhìn vậy thôi chứ bé được mệnh danh là sumo mà. Bé ơi, năm nay bé mấy tuổi rồi? Con dưới 4 tuổi. 4 tuổi gì mà bự con quá vậy? Nói thật đi, năm nay bé mấy tuổi rồi? Con dưới 4 tuổi. Đó, em nói thiệt mà, bé mới được có 47 tháng à. Đâu. Sao mai tin em là con nít 3 tuổi đâu.
có chắc lần này người ta tin mình không vậy?